Quay bên này để đăng lên trên kênh gì lúc nãy em nói kênh gì? Lâm Nhật Entertainment, Lá Thư Trần Thế, đúng rồi. Lá Thư Trần Thế, đây, đúng. Anh Danny anh thương quá, anh quay lại nha, anh Danny Nguyễn kia quay lại kìa. Quay chứ em kìa. Quay nha. Đúng rồi, anh Danny Nguyễn là người công giáo đó. Để coi ai yêu cầu Lá Thư Trần Thế nữa đây. Rất nhiều người yêu cầu Lá Thư Trần Thế nha. Dương Ngọc Vũ, đúng rồi. Ngọc Hoàng, Hoài Linh, Doãn Tiên Tri, Ngọc Hoàng. Ok, quay lại kìa. Bay đẹp nha. Cả nhà sẽ nghe một ca khúc, một cái tâm sự của ba người. Một người cha đi lính ngoài mặt trận, lính trận miền xa đó. Một người vợ ở miền quê, một người thiếu phụ, một người con đang còn lứa tuổi học trò. Nguyện cầu như một cái lời khẩn cầu gửi lên Thượng Đế, để mong cho trần gian được bình an. Ngày xưa mình mong cho hết chiến tranh bom đạn, bây giờ mình cầu nguyện cho hết dịch giả, quý vị ha, tan đi dịch bệnh, cho mọi nhà mọi người được đợi lại cuộc sống bình yên. Kính mời cả nhà cùng nghe và theo lời yêu cầu rất đông của tất cả quý vị ở đây, đặc biệt là anh Danny Nguyễn ở Texas. Lá Thư Trần Thế. Chúa con là lính trận ngoài kia, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, con ngỡ hòa châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con đợi tàn đông mới tin về. Đàn xe không trông đêm từng đêm vẫn nghe, từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi cằn cỗi lâu. Lạy Chúa con lứa tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha xin. Ăn vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đèn, để mẹ hiền con hết ưu. Nhớ đọc cái danh sách tặng quà cho nó nhé. Danny Nguyễn ơi đẹp lắm. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, còn đợi tàn đông mới tin về. Đàn xe không trông đêm từng đêm.
vui tới những đôi môi cần cụ lâu lại Chúa con còn lứa tuổi học sinh. Vì cha là linh con thiết tha xin ăn vui cho người đầu tiên trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu. Vui cho người đầu tiên trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền. Lá thư Trần Thế. Chà, hát mà nhập tâm là chạy nước mắt các quý vị. Dạ. Ngày xưa bài này là của huyền thoại Lê Minh Bằng, tức là ba người nhạc sĩ lớn Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng. Qua tiếng hát ngày xưa đầu tiên là của Duy Khánh, của danh ca Duy Khánh, và đóng nhạc hát lại bằng một cái tâm thế, cái suy nghĩ với một cái bản phối hoàn toàn mới, đánh nguyên một dàn nhạc lớn luôn quý vị nghe. Hay lắm người anh em hả. Cảm ơn anh bay đẹp quá Đan Nguyễn ơi, cảm ơn anh ha. Em ơi, mình làm tiếp cái clip sau này nha cả nhà, nghe mình hát tiếp nha, còn hát nữa.